Hello, everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ha. Thì con này đáng lấy ra hôm bữa thứ bảy chủ nhật gì nó có xe màu mới. Nhưng mà bữa đi nó admin bận hay gì á nên không có hả? Thì nhiều bạn cũng hỏi là sao tầng này không có con tiên ma kỳ duyên. Ok thì hôm nay thứ hai hả? Sáng thì đã coi một con game, sáng đã có một con game theo yêu cầu rồi. Bây giờ thêm một con game theo yêu cầu nữa hả? Nhưng mà bây giờ chơi nhân vật nữ đây. Ok, nhân vật nữ đi. Trời ơi, 4 lát nhân vật này là heo chỉ thích con thứ nhất và con thứ hai thôi hả? Mà đa phần là heo thích chơi con thứ hai hơn. Lý do tại sao thì chắc là nhiều bạn cũng biết rồi hả? Ok. Lẹ nào, đang nôn. Game này tuần trước là Phi là rất là ngon luôn đó, không biết tuần này là server nó sao đây. Tuần trước là nội mày chạy nhiệm vụ không là chúng ta lụm đâu từ level đầu level 0 đó, vô chạy lên 22 xong rồi chúng ta chạy riết lên level 130 mấy 140 á mà chúng ta được gần 100 triệu kim nguyên bảo. Kinh thiệt chứ, còn hơn chứ, từng gọi là chạy là hơn 100 triệu kim nguyên bảo luôn á. Nói mày chạy nhiệm vụ không nó có kim bảo á. Giờ để coi, để cũng chạy nhiệm vụ ha. Đây, mày đứng yên đi, quan trọng là để tao cắn cái đống này cái. Tổng ở đây là có 20 triệu á nha anh em. Một viên như vậy là 2 triệu kim nguyên bảo mà nó tính vào kim nguyên bảo nạp nha. Lẹ, đậu xanh nó đã chạy rồi. 3 viên, 2 viên, 1 viên, ok, level 15 ha. Và 40 triệu kim nguyên bảo á. 18 triệu 8 kim nguyên bảo khóa. Ok, nhập quà nạp cái đã ha. Quà nạp thì là mát full móc rồi. Rồi, quà VIP. Rồi, quà nạp ban đầu ha. Rồi, quà móc nạp nè ha. Đó, lụm hết luôn. Ok man. Đâu? Bộ đồ đẹp vậy. Wow. Con khánh hổ nữa chứ. Wow. Quá hợp luôn. Mà hợp gì thì bây giờ chúng ta phải mở cái đống này ra. Đó, những việc mà cần làm khi mà vào game ha. Để quà nhiều quá tí nó full mẹ nó không mở được cái gì hết. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào lượm hết cái đống quà VIP ha. VIP thì tới VIP 15. Và đừng lo các bạn. Trời ơi, game này là mênh mông. Bởi vậy có một số bạn là tuần này không thấy server mới quay qua hỏi heo. Mà heo thì đâu có phải là admin của game đâu mà biết. Này, kim nguyên bảo nè, thẻ kim nguyên bảo nữa nè, một nồi nữa nè hả. Đó, rồi. Đó, thời trang, rồi đó, lượm luôn cái này cái đã. Thơm, quá thơm đấy. Gấu mèo, gấu trúc gì nè, đó. Như hồi nãy còn một món nữa. Không, hết rồi. Không, để con này nó chở mình thì thấy kỳ quá. Thôi, để đi với con này đi. Đâu? Cánh nữa hả? Wow. Ủa, cái cánh đâu? What the fuck, cái cánh đâu? Đâu anh em, mới thấy cái cánh này mà. Đây. Ok, nhìn cái cánh nè. Oh, quá là đẹp. Đẹp phải không? Má chưa kịp chụp tấm hình nữa luôn á. Hồi nãy giờ chạy nhiệm vụ có ra được gì không? Chưa có ra được viên kim nguyên bảo nào hết anh em. Đấy, rồi bây giờ ăn hết cái đống này. Nó không có ăn một lần anh em. Trời ơi, hơi bị nhức nách luôn nè. Đây nè, nó nằm ở bên kim nguyên bảo hường nha, điểm danh hàng ngày ra kim nguyên bảo hường nha anh em. Đây nè, điểm danh hàng ngày ra một đống kim nguyên bảo hường. Nhưng mà cái này như là 500 triệu hay bao nhiêu ta. Đây,
500 ngàn. Ok. Một ngày bao nhiêu viên cũng không nhớ nữa, hồi nãy không có chị không có kịp coi anh em, hãy quên xem. Mới nãy giờ thôi á mà chúng ta được một đống. Thôi để chúng ta chạy này đi rồi chúng ta đến với thông tin server cái đã. Đây, thông báo khai mở server chính Tiên Ma Kỳ Duyên, thời gian open ở 9:14 giờ ngày thứ hai 20 tháng 11, bắt đầu 20 tháng 12. Vào game nhận ngay VIP 15, 20 triệu kim nguyên bảo hơn, 18 triệu kim nguyên bảo khóa. Vào game lấy hướng dẫn nãy rồi. Tọ kỳ đang dịch đang bình ấy xếp nhân 3, phi phong tinh hoa, kim nguyên bảo, làm nhiệm vụ 9 tiếng. Các cấp được nhận được đến hàng chục triệu kim nguyên bảo không khóa. Event like xe nhận gói tích lũy nạp 1 triệu. Like xe comment sẽ được ha. Rồi sự kiện nhân 3 móc nạp. Đâu, nhân 3 luôn hả? Ghê hả? Nhân 3 móc nạp, thời gian chạy nhiệm vụ đi. Rồi, thời gian là 0 giờ ngày 1 tháng 12 đến 24 giờ ngày 31 tháng 12 ha. Rồi, đâu rồi? Chơi được trên cả Android và iOS luôn ha. iOS đang bị quét hiện không chơi được. Vậy là chuyện chỉ có Android thôi. PC giả lập báo lỗi hỗ trợ trực tiếp đây ha. Thanh toán trực tiếp qua Momo ATM lên đến 50% ha, ưu đãi. Vào game là nhận VIP cái kiểu làm nhiệm vụ 9 tiếng, nhận kim nguyên bảo nạp lên VIP, nhận quà nạp trong game nhiều lần, càng làm nhiệm vụ cấp cao càng nhận được nhiều săn boss rớt đồ VIP, không cần nạp tiền, nhận kim nguyên bảo khóa điểm danh hàng ngày, tiêu kim nguyên bảo nhận hoàn trả hả. Nhóm Zalo nè, link Android nè, rồi iOS thì đang bị quét cái kiểu đó. Đó là thông tin ha. Chúng ta sẽ có server mới vào 14 giờ, là 2 giờ chiều hôm nay nè. Đó, anh em nào có chơi thì tải về. Nãy giờ được viên kim nguyên bảo nào chưa? Nè, đây được 2 viên nè ha. Nè, cái viên này được bao nhiêu đây? Viên này được 2 triệu ha, nhưng mà heo chưa có ăn viên đó. Bây giờ heo sẽ cắn hết cái đống kim nguyên bảo danh ngày ha. Kim danh ngày được kim nguyên bảo thường nha mấy chú. Ok man, hình như ngày được 2 viên hay 4 viên gì đó. Đâu, hình như nhiều quá. Tại vì nay là ngày 20. Ngày 20 mà hồi nãy heo nhận được 40 mấy viên. 40 mấy viên thì một ngày cũng 40 mấy 50 viên á. Thì một ngày chúng ta cũng được khoảng 3 viên anh em. Điểm danh thôi được 1,5 triệu. 1,5 triệu nạp nha, chứ không phải 1,5 triệu của bắp nha. Đó, nó vẫn đang tính 1,5 triệu thường chứ không có tính nạp, quên. Cái này là nó tính thường thôi chứ nó không có tính nạp. Nãy giờ nói chuyện với anh em không mà quà điểm danh rồi quà này quà kia mà chúng ta được đâu. Má nói nãy 2 viên mà giờ lên 6 viên rồi nè anh em. Wow. 6 viên là 12 triệu nha. 12 triệu nạp đấy. Chỉ cần chạy nhiệm vụ hàng ngày, chạy nhiệm vụ 9 tiếng thôi anh em. Cứ nhiệm vụ 9 tiếng mà bữa cho em là kiếm nguyên bảo là xài cũng mệt nghỉ luôn. Một viên là 2 triệu đó, 2 triệu nạp nha. Trời ơi, không để tiền ngày mai chúng ta cắn cũng được đó anh em. Ok, đổi cái cánh liền chứ. Rồi, sắp xếp lại cho nó đẹp nè. Ok, rồi viên kim nguyên bảo đâu? Viên kim nguyên bảo bây giờ nó lên đầu ha. Rồi, giờ chạy nhiệm vụ. Đó, cứ chạy nhiệm vụ anh em. Game này dễ lắm, cứ chạy nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà bữa cho heo. Cứ nhiệm vụ đầu game 9 tiếng gì mà bữa hết. Đừng quan tâm chi nhiều hết. Đó. Chưa thấy ha. Nó mà hiện lên là chúng ta đã thấy rồi. Nhanh lắm, dễ nhận biết cái game này lắm. Mà nãy giờ ăn cũng được lên VIP 16 rồi kìa. Phải cả lần. Ok. Giờ mở thần ma đúng không? Game này là vô tư. Quà nạp cái kiểu gần. Ô, nãy giờ 70 triệu mấy chú ơi. Phải cả lần. 70 triệu. Oh man, vô là nãy giờ là chỉ quần thôi mà 70 triệu. Trời. Dài
dẫn chạy nhiệm vụ, dẫn chạy nhiệm vụ. Đó, 2 triệu nữa. Trời ơi. Hên hên là được. Nếu mà ông nào mà hên là Kim Nguyên bảo là xài mệt nghỉ luôn á. Cái này là nó ra kiểu random á anh em. Ông nào mà tay thơm thì thôi rồi luôn, ra liên tục luôn. Còn ông nào tay thúi thì chịu hả? Ừ, bình tĩnh, heo sẽ gom nhiều nhiều và heo sẽ mở ha. Chứ nãy giờ có mấy viên à, chắc giỏi lắm à, 6-7 viên giờ. Nãy 6 viên giờ chắc 7-8 viên gì à. Vô thử coi. Nè heo mới có 8 viên à. Một lần ra như vậy là 2 viên ha. Ok, trời ơi, còn bay của bên kia nữa hả? Ừ đúng rồi, đâu có đường nào đi, ngoài việc bay. Đó, đâu có đường nào đi đâu. Đó, mở được thêm 2 triệu nữa. Là 10 viên, 20 triệu rồi. Kiếm thêm 5 viên nữa cho chẳng 100 anh em. 15 viên là được 100. Là được thêm 10 triệu nữa. Đây, mình sẽ đi cắn cho mấy chú xem. 10 viên rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, 88 triệu. Ok, 88 triệu thì chúng ta phải cố gắng kiếm thêm khoảng 6 viên nữa để cho nó lên max ha, 100 triệu. Ở chưa tính Kim Nguyên bảo khóa nha, khóa nãy giờ không tính đấy. Ok man. Ồ, còn event rồi nè. Đó, VIP thì lên VIP 16 rồi. Chuẩn bị là lên VIP 17. Đó. Tuy là nó có hơi nè, đã 2 viên nữa rồi đó. Trời trời. Game này vô cùng dễ anh em à. Thiệt luôn á, chưa thấy con game nào mà dễ chơi như vậy. Cứ đè chạy nhiệm vụ là Kim Nguyên Bảo lên mệt nghỉ luôn. Chạy nhiệm vụ ha, chạy nhiệm vụ. Đó, phụ tiếp. Nữa. Đấy, chạy tiếp, đập mở mở con bét. Ok. Sao phải bay, nó nằm kế bên mà nằm tại đây à. Bay đi chi xa vậy trời. Nè, thấy không? Rảnh thì chứ ta đi bộ là nãy giờ tới rồi đó. Đó, 2 triệu nữa, 3 viên 2 triệu luôn. Wow. Khoan, hình như là 3 viên anh em. 3 viên lận, đâu rồi. 7 viên rồi, ok, hoàn thành mục tiêu hả? Wow, từ level 0 lên level 152, 140 mấy. Chúng ta được 100 triệu Kim Nguyên Bảo hả? Chỉ là chạy nhiệm vụ thôi đó. Ok, anh em nào có chơi thì tải về, link em sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đó, rất nhiều luôn. Ok, ok, tải liền và ngay lập tức 2 giờ sẽ có server mới ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.